Cô thân chào các bạn tuổi Tuất. Hôm nay cô sẽ trình bày với các bạn về cái tháng 12 âm lịch cho người tuổi Tuất. Nói về gia đạo nè, nói về kinh tế, nói về sức khỏe và nói về cái công ăn việc làm của bạn như thế nào. Thì chúng ta nói sơ qua về người tuổi Tuất là đa phần là các bạn nổi bật về cái sự hiền lành, các bạn nổi bật về cái sự chung thủy mà sống có tình có nghĩa. Nhưng mà người tuổi Tuất không được trầm tính, các bạn ưa nói nhiều và đôi khi mình nói không đúng lúc cho nên không có được cái sự mà đồng thuận của người khác, nên dễ gặp những cái chuyện xích mích trong cái cuộc sống của mình đưa đến. Mình tốt nhưng mà người ta không chấp nhận cái sự mình nói nhiều và nói quá đáng của mình, cho nên người ta không ưa mình. Người tuổi Tuất thường gặp những cái thăng trầm trong cái cuộc sống. Mình thường gặp những cái tuổi, những cái sự mà đối kháng của người khác mà mình không hiểu tại vì sao người ta lại ghét như mình. Thì các bạn nên cẩn trọng về cái ngôn ngữ của bạn khi mà các bạn nói dễ xúc phạm đến cho người khác. Mình thường bị người ta ganh ghét. Vậy nói về cái đặc điểm của người tuổi Tuất nữa là trong cuộc sống của các bạn thường vất vả. Các bạn cũng thao tâm khổ tứ lắm chứ không có phải sung sướng. Mà nói về tuổi thì không có phải nói là cái tuổi nào sướng mà cái tuổi nào cực hết. Mà ăn thua cái phúc báo của mình, ăn thua cái giờ sinh tháng đẻ của mình, ăn thua cái khi mà mình lớn lên, mình có làm được những việc tốt hay không thì mình có được cái sự thuận lợi trong cuộc sống. Chứ ta không thể nói chung chung như nha các bạn. Ở đây mình nói là cái nói cái mang cái tính chất đại trà, còn đúng chính xác cho từng người thì nó phải tùy thuộc vào cái giờ sinh tháng sinh của mình nữa các bạn ạ. Bây giờ nói về cái người nè, Giáp Tuất là cái người trẻ nhất nè, là các bạn sinh năm 84. Các bạn hiện giờ các bạn làm ăn cũng không mấy được thuận lợi. Các bạn thường gặp những cái vất vả trong cái cuộc sống của mình. Còn người lớn tuổi nhất là cái người Mậu Tuất. Thì những người Mậu Tuất nào là có cái cuộc sống cái gọi là khá êm đềm. Và các bạn có nổi bật lên trong con người bạn là có cái sự thương người, biết bảo vệ, biết che chở, biết giúp đỡ cho mấy người khác. Người tuổi Tuất thì tuổi trẻ gian nan, nhiều tai ách mà dễ gặp cái thị phi. Cuộc sống mình đó là đối đầu với những cái chuyện mà khó khăn trong cái cuộc sống. Còn người Nhâm Tuất thì khác lại, trong đời sống mình có nhiều cái cơ hội làm ăn, mà có nhiều cái cơ hội làm ăn thì ra nên cái con người của mình nó vất vả trong cái cuộc sống. Chúng ta được cái mặt này, chúng ta tạo dựng được cái công ăn việc làm thuận lợi thì chúng ta phải lao tâm khổ trí, chúng ta phải bỏ sức lực để chúng ta làm, chứ không nói ai mà được sung sướng cả nha các bạn. Người Giáp Tuất thì là nhiều gia chạm trong cuộc sống, làm ăn được nhưng mà rất là lao tâm khổ trí, cuộc sống của mình rất thăng trầm, ít được nhàn nhã. Bây giờ chúng ta nói về trong cái tháng 12. Tháng 12 á là cái tháng Quý Sửu. Mà Quý Sửu đó, mà mình là cái người mệnh Mậu, Mậu thuộc thổ, như vậy thủy thổ nó khác nhau. Cho biết là chúng ta làm ăn trong cái tháng 12 này chúng ta làm ăn không được thuận lợi nha người Mậu Tuất. Và công việc chung cho cái tuổi Tuất trong cái tháng Sửu này đó là cái công chuyện của mình nó thường thường nó gặp với những chuyện khắc kỵ, nó không được thuận ý vừa lòng của mình cho lắm. Về sức khỏe thì người Mậu Tuất là người mệnh mộc mà gặp cái tháng mộc cho nên nó bình ổn về sức khỏe, không có gì mà đáng lo ngại. Bạn nam bạn nữ trong tháng thì được cái sự tốt đẹp, được cái sự thuận lợi trong cái gia đạo của mình, gia đình mình được bình an hạnh phúc trong cái tháng cuối năm, đó là một cái điều tốt đẹp vô cùng. Rồi chúng ta nói tiếp sang người tuổi Canh Tuất. Tháng là tháng thủy mà mình là kim, canh là kim, mình làm được tiền, có tiền đó chứ không phải là không tiền, nhưng mà mình phải lo cho cái người này, lo cho cái công ăn việc làm, lo cho cái đi đám thì này đi đám nọ, rồi sắm sửa cho gia đình của mình. Nó có nhiều cái dự án
để mà mình phải tốn tiền, tốn bạc. Mình làm được tiền nhưng mà mình tốn tiền. Dù vậy mình vẫn vui, tại vì mình có đồng tiền mà mình biết sử dụng đồng tiền. Mình làm chủ cái đồng tiền của mình, cho nên mình cũng rất là vui vẻ trong cái tháng. Sức khỏe của mình làm nhiều mệt mỏi trong cái tháng 12 này, cái người canh tuất thì sức khỏe không được tốt. Tại vì mình là người mệnh kim mà gặp cái tháng mộc, cho nên có cái sự xung đột đối kháng lẫn nhau, nó không thuận lợi cho mình mấy nha. Về gia đạo của cái người tuổi canh tuất thì gia đạo của bạn nó được tốt đẹp, nó được thuận lợi. Gia đạo biết và thương yêu và san sẻ với nhau, biết giúp đỡ nhau cùng tiến, biết chia bùi sẻ ngọt với nhau. Ngược lại, cái bạn nữ trong tháng thì có cái sự không đẹp ý, không có được thuận lòng. Vợ chồng có cái sự mà tranh chấp lẫn nhau, có những sự giận hờn, đem đến nhiều cái điều không hay cho mình trong tháng. Tiếp sang, cô nói sang cái tuổi nhâm tuất. Nhâm thì nó thuộc về thủy mà gặp cái tháng mộc, cho nên mình cũng giống như người canh tuất, nghĩa là làm thì có đồng tiền, mà mình phải lo cho nhiều việc, chuyện hiếu, chuyện hỷ, chuyện đủ thứ chuyện cần cái chuyện đồng tiền của mình phải đưa ra. Mình phải đưa ra rồi mua sắm vật dụng trong nhà thì mình cũng vui, làm được tiền rồi mình chi ra được thì mình cũng vui vẻ, không có gì hết các bạn. Mình làm được đồng tiền để mà mình giúp ích cho người khác, mình đem lại cái hạnh phúc, đem lại cái tiếng cười cho người khác thì mình cảm thấy nó thư thả, nó vui vẻ rồi. Sức khỏe của mình trong tháng, mình là người mệnh thủy mà gặp. Trong sức khỏe cũng trong tháng của bạn thì cũng được phần tốt đẹp. Riêng về phần gia đạo của bạn nam, bạn nữ trong tháng thì không được mấy thuận lợi. Có những cái cắn đắng, có những cái giận hờn, có những cái chuyện chúng ta thao tiền tốn bạc mà ngoài cái dự định của mình là chưa làm, đôi lúc mình cảm thấy áp lực và vợ chồng nó đưa đến cái sự mà không thuận ý, không bằng lòng với nhau, nên có những cái tranh chấp, nên có những cái giận hờn không đáng có. Cuối cùng cô nói đến cái người giáp tuất. Thì người giáp tuất là cái người thuận lợi nhất ở trong cái tháng, là cái người tiền làm được tiền bạc khá ở trong cái tháng 12 này. Về sức khỏe của mình thì cũng được thuận lợi, cũng đều được tốt đẹp. Gia đạo của nam nữ cái tuổi giáp tuất cũng là một cái sự tốt đẹp thuận lợi, gia đình có nhiều hòa khí, tình cảm được thăng hoa. Thì như vậy tóm lại cô thấy là cái người làm mậu tuất là cái tài chính không có như ý nha. Canh tuất và nhâm tuất thì làm có tiền nhưng mà mình chi ra nhiều. Còn cái người giáp tuất làm tiền bạc thuận lợi ở trong tháng. Nói về gia đạo thì các bạn nam đều được thuận lợi, tình cảm được tốt đẹp, ngoại trừ cái bạn canh tuất thì gia đạo có. Người nhâm tuất thì gia đạo có cái sự buồn bực không nên có. Rồi cái người nữ thì nữ mậu tuất và giáp tuất thì tình cảm được hài hòa, vui vẻ, vợ chồng được thương yêu mặn nồng đối với nhau. Riêng bạn nữ canh tuất và nhâm tuất thì có những cái chuyện không vừa lòng trong cái vấn đề hôn nhân gia đình của mình, thì các bạn cố gắng đi, chúng ta nhịn một chút, một tháng có 30 ngày thôi các bạn à, chúng ta cố gắng chúng ta hòa giải với nhau để mà vui trong cái tháng cuối năm nha các bạn. Để gia đình mình dù tiền bạc có hay không có thì cái nụ cười vẫn nở trên môi. Gia đình mình cố gắng dàn xếp sao cho nó được thuận hòa, trong ấm ngoài êm vào cái tháng cuối năm nha các bạn. Cuối cùng thì cô chúc tất cả các bạn được sức khỏe, được nhiều ở gia đình, được sức khỏe nè, hạnh phúc và vui vẻ. Thân ái chào các bạn.